Lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Xin dâng mẹ trọn cuộc sống của chúng con. Xin dâng mẹ bao ngày qua cùng bao nhiêu khó nhọc. Dù hôm nay gian nan con mang, nhưng con xin mẹ, nhưng con xin mẹ cùng đi với con trên đời ủi an vô phương. Xin dâng cho mẹ trọn niềm tin phó thác cho mẹ. Xin dâng cho mẹ trọn tình con nên yêu mẹ nhiều. Lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, ngày 8 tháng 3 năm 2022. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ ba, chúng ta nhớ cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người đau bệnh thể xác và tâm hồn, nhất là những người mắc những căn bệnh nan y. Xin Chúa cho được gặp Thầy, gặp thuốc, được ơn chữa lành. Và hôm nay là ngày 8 tháng 3, cũng là ngày quốc tế phụ nữ. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người phụ nữ, trong đó có những người thân yêu của chúng ta, là bà, là mẹ, là vợ, là chị, là em, là bạn bè. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các bà, các chị. Và chúng ta hân hoan chúc mừng các bà, các chị một tràng pháo tay. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 10 đến câu 11. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán thế này: cũng như mưa với tuyết sa từ trời xuống, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phù nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khôn. Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hơn hờ, không bao giờ bẽ mặt hồ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khôn. Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời. Nhưng để mắt nhìn người trinh trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu. Họ kêu xin và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khôn. Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Tung hô tin mừng. Người ta sống không chỉ nhờ cơm banh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 6 câu 7 đến câu 15. Matthêu 6 7 đến 15. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất
cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, lúc nãy có một nhóm khoảng chừng 10 người nói chúng con từ mãi ngã ba ông đồn đến kiếm. Họ chờ từ trưa đến mãi chiều chúng tôi mới chạy xuống được, sau khi lần chuỗi lòng thương xót chuỗi mân côi 4 giờ chiều chạy xuống. Thì có bà nói, cha có máy không cha? Có bà khác nói, còn máy không cha? Có người khác nói, cho con xin cái máy. Bảo máy gì? Bảo máy bài giảng lòng Chúa thương xót. Như anh chị em thấy chúng tôi đang để đây, máy bài giảng lòng Chúa thương xót. Nói có mấy người ngoại đạo, họ muốn xin máy. Có mấy người nhờ con đến để mua máy. Bảo người ngoại đạo tôi tặng, và những người khác tôi cũng tặng. Còn ai có khả năng thì hỗ trợ để chúng tôi tiếp tục làm thêm. Vì thưa anh chị em, những cái máy mà chúng tôi làm phải order từ bên ngoài, nước ngoài về. Những vật liệu nó làm tốt hơn. Và bây giờ thì hàng trôi nổi nó không có. Đi tìm mỗi nơi chỉ được 5, 10 hoặc khi 100 cái máy hết cỡ. Tôi nói anh có máy không? Bảo có. Anh muốn mua bao nhiêu? 1.000 cái, 10.000 cái. Ui, giật mình. Tôi chưa bao giờ nghe anh mà hỏi tới 10 cái chứ đừng nói mà 1.000 hay là 10.000 cái. Anh chờ tôi đi gom. Và tính thử gom giùm tôi coi. Gom một hồi về lắc đầu, anh ơi, tôi gom hết tiệm cái phố này được 500 cái là hết cỡ rồi. Vì họ ít sử dụng. Nhưng mà những người miền quê thì họ rất thích. Những người mà không có phương tiện truyền thông nào khác ngoài cái máy này, không có mạng, không có điện thoại di động, không có internet gì là YouTube gì đó, Facebook gì đó, thì họ chỉ biết nghe cái này. Và nói thưa cha, sở dĩ mà chúng con thích cái máy này ấy, vì có nhiều người, thứ nhất là những người bệnh, họ nằm trên giường bệnh, họ nghe. Và nằm trên giường bệnh thì tôi có radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Rồi những người khô khan ngồi lạnh, họ nghe bài giảng lòng thương xót Chúa. Và những máy cũ của cha mà bây giờ chúng con vẫn sử dụng là máy mà có những lời chứng hồi đó ở giáo điểm Tin Mừng, họ thích. Nhiều người nghe và được ơn trở lại. Có một cái bà Bến Tre, hai bà cháu xách theo một cái giỏ to, lấy ra bịch ổi, rồi mười mấy trái dừa, nói cha dừa dứa này cha, con mãi Bến Tre đó, dừa dứa, con nghe cha giảng cha thích dừa dứa. Cho nên ba con đem đi mà một cái quầy nó nặng quá, cho nên là ba con chặt ra, gọt hết cái vỏ đi. Còn cái bên trong thì cho nó nhẹ, cha cho tủ lạnh uống dần, ngon lắm, dừa dứa. Sau đó thì bà ấy lấy ra một cái máy. Bà nói, cha còn máy không? Bỏ máy gì, máy cũ á. Bà mới mở ra, đưa cái máy. Trong cái máy nó không được mới ngon lành như vậy đâu thưa anh chị em. Không có máy nguyên si được như vậy đâu. Máy của bà cũ. Bà nói, con nói thiệt với cha là con lần đầu tiên con mới gặp được cha. Bà đưa cái máy. Bảo cái máy này là cái máy mà một cái bà hàng xóm, bà đi về giấu điểm, rồi bà cho con một cái.
con nghe con thấy hay quá. Con mới nảy cái này ra, con lấy cái thẻ ra, con đi con nhờ người ta chép, rồi con mua cái máy khác con nhét vô, rồi con đi con tặng cho cả xóm con. Giờ người ta nghe tao mê lắm, mê lòng thương xót, tao biết lòng thương xót. Mặc dù con chưa gặp cha bao giờ, con chưa được đến giáo điểm tin mừng bao giờ, bỏ sao hôm nay chị lại biết mà đến đây tìm tôi. Mới chỉ sang hai bà cháu, cái bà này này, con cho bà cái máy, bà đi đến đây bà gặp con trước, gặp cha trước, xong về bà mới khoe với con là bà gặp cha rồi, hôm nay bà mới dắt con đến với cha, mà con giới thiệu cho bà mà bà lại được gặp cha trước chứ, tức không ấy chứ. Rồi bà ấy nói, tôi nói bây giờ tôi hết máy rồi, bây giờ để mốt tôi gửi đến cho bà, và không sao, cha cứ được cho con một cái thôi, con lấy cái thẻ về con cóp ra, rồi con nhét vào cái mấy cái máy con mua máy con nhét vô, rồi con tặng cho họ, họ thích lắm. Nói bà bao nhiêu tuổi rồi, bà làm cái gì, tôi nghĩ là chắc bà phải khá lắm rồi mới mua máy rồi tặng cho người ta. Mà không giấu gì cha, con 71 rồi mà có làm ruộng làm rẫy thôi, mà làm được đồng nào đi mua máy mua thẻ nhét vô cho cái đó, vui lắm, con vui lắm. Hôm nay đến gặp cha con vui lắm, rồi cha cầu nguyện cho con vui lắm. Thì bà ấy mới nói cái hình ảnh mà một người đàn bà 71 tuổi miền quê mà nhà nghèo, lại là người chẳng có học hành gì cao cả, nhưng mà là những người mà đem lời của Chúa đi loan truyền. Chúng tôi tặng cho, tôi nói thôi, tháng nữa đi, quay trở lại đi, rồi tôi tặng máy cho. Vì không những là cái máy này, nhưng mà hy vọng rằng là đến ngày 24 tháng 4 thì phải, là đại lễ kính lòng thương xót Chúa, chúng tôi sẽ phát hành một máy mới 2022, 15.000 máy mới năm 2022 cho anh chị em. Rồi bên cạnh đó sẽ có máy chuyên về nhật ký lòng thương xót Chúa, khi nào đọc xong còn 400 số nữa, một cái radio chuyên về nhật ký lòng thương xót Chúa, và một cái radio nữa là chuyên về hạnh các thánh, gọi là chuyện đạo chuyện đời. Đã có radio thơ tình lòng thương xót, lòng thương xót radio, lòng thương xót với bệnh nhân, sẽ có radio nhật ký lòng thương xót Chúa của Thánh Faustina, và radio hạnh các thánh. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ thực hiện được hai cái đó khi mà kết thúc nhật ký với kết thúc hạnh các thánh. Còn radio mới là chúng tôi sẽ phát hành vào đại lễ lòng thương xót Chúa năm 2022 này. Và nói vậy vui quá, rồi tôi gửi tặng cho mỗi người cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa. Bà nói chỗ con nó không biết chữ, nó chỉ khoái máy nó nghe thôi, thế dễ thương không? Nó không biết chữ nó không lên máy nó nghe thôi, nhưng mà cha cứ cho con cuốn đi, con hỏi nào biết đọc con cho, còn máy là nó thích được gì nó nghe. Rồi những bà khác mỗi người xin một, không có người xin 5-10 cuốn về con phát cho trong xứ của con. Vì họ không biết đọc kinh thuộc lòng, lòng thương xót Chúa, họ nói họ nghe trên mạng, họ có đọc theo cha 3 giờ chiều. Bảo thôi được rồi, lấy cái sách về rồi nghe đọc theo tốt. Rồi chúng tôi cầu nguyện xong, ban phép lành xong rồi đi về. Trước khi ra về, bà ấy lùi khoảng cách an toàn vừa khoảng 5-3 mét. Bà nói cha, bảo gì nữa, có này nữa, bảo gì, nãy giờ bịt khẩu trang hoài không thấy rõ mặt, cha mở dùng con coi mặt cha cái. Mở khẩu trang cho bà coi. Những hình ảnh đó dễ thương lắm thưa anh chị em. Những hình ảnh đó cho ta thấy được rằng lời ngôn sứ Isaiah ngày hôm nay nói, lời ta cũng vậy, cũng như mưa với tuyết sa từ trời xuống, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất. Mưa với tuyết từ trời sa xuống, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất. Mà thấm xuống đất để làm gì? Làm cho đất phì nhiêu, làm cho cây cối được đâm chồi nảy lộc, làm cho kẻ gieo có hạt giống và người đói có bánh ăn. Chúng ta thấy đối với Thiên Chúa, sự quan phòng của Thiên Chúa trong từng chi tiết một. Ta thấy chuyện mưa với tuyết hay là sương có cái gì đâu, chuyện tự nhiên quá.
Nhưng mà anh chị em thử tưởng tượng coi 3 tháng mà không có mưa hạn hán thì biết liền. Hồi đó chúng tôi ở nông trường Củ Chi, gọi là đất thép thành đồng. Đất Củ Chi nó cứng, cuốc nảy tưng cuốc lên, tóe lửa luôn khác. Lúc mà gặp đá ong, tóe lửa lên, chồn tay luôn. Hiếm nước lắm. Lúc nào cũng mong trời mưa. Mà lúc đó ở đó không có người nào có đạo hết. Anh em chúng tôi xuống giống như là những người mà từ hành tinh khác xuống để họ nhìn, họ gọi là mấy thằng đạo. Họ mong mưa xuống. Mà dù không có đạo nhưng mà cũng ngửa mặt lên trời: ông trời ơi mưa dùng cái đi ông trời. Ông trời ơi mưa dùng cái đi. Không cách nào khác, vẫn phải mong mưa. Có khi mình ở thành phố, ở trong những nhà tòa nhà cao ốc, ở trong những chung cư, mình thấy mưa hay nắng chẳng quan trọng gì, vì mình xài nước máy mà đâu có ảnh hưởng gì đâu. Chỉ sợ cúp nước cúp điện thôi, chứ còn mình lại chỉ nghĩ đến cúp nước cúp điện mà không nghĩ đến trời mưa trời nắng. Quên mất ý thức về Thượng Đế. Chị em thấy thử coi, hoặc là có nước mà nó bị cúp nước rồi, tôi om về không có điện, mà quên rằng là nắng mặt trời, cây cối không thể ra bông được nếu mà không có nắng mặt trời. Mấy em tặng tôi mấy cái giỏ lan, đưa về để hai bữa nó héo queo. Bảo sao vậy? Chỗ cha không có nắng, cha có tưới nhiều nhưng mà không có nắng nó cũng úng à. Rồi tôi đem ra ngoài nắng, 3 ngày sau lại héo. Bảo sao vậy? Cha không tưới, nó phải có nước. Nó phải có nước và có nắng. Nắng mà lại phải có nước, nước mà lại phải có nắng. Thì chúng ta thấy rõ ràng nước với nắng do trời chứ có phải do con người làm ra đâu. Tôi nói nếu mà không có nắng ta lấy cái đèn pha ta chiếu vào được không? Mà không có được. Mặc dù có một vài nơi như trồng thanh long chẳng hạn, người ta để đèn sáng suốt thay mặt trời. Nhưng mà hoa nó không thể như thế được, phải rất là tự nhiên. Nếu mà không có sương, lấy nước xịt vào không, vẫn không bằng sương. Anh chị em thấy không? Cho nên ta thấy là trong từng chi tiết một, đó là lòng thương xót Chúa đấy. Lòng thương xót chăm sóc con người trong từng chi tiết một mà đôi khi ta không để ý. Hay là những người nhiễm COVID mới thấy rằng hơi thở nó quý như thế nào. Đây những anh em đã từng bị nhiễm COVID đã kinh nghiệm chuyện đó. Chỉ mong được hơi thở chứ còn không mong một cái gì. Không mong cái gì, lúc đó có được cục vàng với lại cái bình máy trợ thở, anh chị em chọn cái nào? Chọn máy trợ thở hay chọn cục vàng? Máy trợ thở thôi. Mặc dù máy trợ thở nó chẳng đáng gì so với cục vàng, nhưng mà nó cứu mạng sống mình. Vậy thì hàng ngày mình hít hơi thở, hàng ngày mình đón nhận ánh nắng mặt trời, hàng ngày mình đón nhận sương trời rơi xuống, mình có biết tạ ơn Chúa hay không? Có biết tạ ơn Chúa là cha chăm sóc con cái mình như lời kinh lạy cha mà mình mới đọc: lạy cha chúng con ở trên trời. Đọc mà phải thấy rằng là một Thiên Chúa là người cha chăm sóc con mình trong từng chi tiết một. Uống chút nước. Cho mấy nước đi, thưa cha hết nước rồi. Khát quá, hết nước rồi. Cái chuyện nhỏ nhất là một ly nước thôi không có này, là đủ thấy chết khát chịu không nổi rồi. Mà Chúa chăm sóc cho mình trong biết bao nhiêu những chi tiết của cuộc sống của mình. Từ hơi thở, từ cái ăn, từ giấc ngủ, từ chỗ ở, đủ mọi cái hết. Mà nhiều khi ta không nhận ra rằng cha ơi cha thương chúng con quá. Vậy thì trong 40 ngày tĩnh tâm mùa chay này, hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ 7, tức là được một tuần rồi. Một tuần tròn. Anh chị em mình trong những ngày tĩnh tâm này vào trong sa mạc. Thứ cha, sao mà vào trong sa mạc được? Chúa tôi bây giờ đi sao vô trong sa mạc được không? Sa mạc tâm hồn mình đang khô cằn. Vì thiếu nước lòng thương xót. Vì khô khan nguội lạnh quá,
Có những người bảo cha cầu nguyện cho nó đi, nó khô khan lắm, khô như ngói ấy. Phải không? Giê-xu chồng con, Chúa tôi, ông ấy uống rượu suốt, ông ấy chơi suốt, lễ lại cũng chẳng đi, kinh kệ chẳng đọc, Chúa nó khô lắm cha ơi. Giê-xu cha cầu cho mấy đứa con của con đi, nhất là những người bên nước ngoài, bên Mỹ. Hai thằng con trai của con ngày xưa nó giúp lễ ngoan bao nhiêu, bây giờ nó khô như ngói, chẳng lễ lại, chẳng thờ thánh gì, chẳng kinh kệ gì, chẳng thờ thánh, chẳng kinh kệ, chẳng lễ lại. Tiếng Việt Nam mình luôn luôn nói kép hay không? Lễ lại, thờ thánh, kinh kệ. Thế không? Rồi ăn chơi, rồi hút sách. Chỉ như vậy thôi chứ còn bia nó bỏ Chúa hết rồi cha ơi. Thấy nhiều khi cũng tội nghiệp Chúa. Chúa Giê-xu nói, ta buồn quá Faustina, ta cô đơn quá, người ta bỏ rơi ta, người ta coi ta như kẻ vô hồn, không ai cần đến ta. Mặc dù ta chăm sóc họ, mặc dù ta thương xót họ, mặc dù tay ta tràn đầy ơn phúc muốn tuôn trào trên họ, mà họ không mở lòng ra, họ không đón nhận. Không mở lòng ra, họ không đón nhận. Đấy là tự nhiên Chúa nuôi dưỡng ta bằng bánh. Người đói có bánh ăn. Nhưng mà người ta sống không chỉ câu tung hô tin mừng Matthew chương 4 câu 4b. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra, người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh nuôi dưỡng thể xác, còn đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh, đời sống tinh thần nữa mà. Ta đâu phải là con vật mà chỉ ăn để sống thôi. Miễn sao có gì ăn là được rồi. Mà ta còn phải được nuôi dưỡng bởi đời sống tinh thần và tâm linh nữa mà. Cho nên lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Lời Chúa được gieo. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn sống nhờ lời Chúa đây. Và chính vì ý thức việc đó mà chúng tôi làm công việc này. Hôm rồi ngồi nói chuyện với anh em, này, chúng ta bước vào mùa chay rồi, mình làm chương trình video này được một năm chưa? Bảo thưa cha hơn rồi đấy chứ ạ. Bảo lẹ quá vậy à. Bảo nhớ năm ngoái mùa chay mình cũng làm, nhưng mà nói thì thấy xấu hổ. Uống tí nước cho đỡ xấu hổ. Bảo sao? Và nếu mà anh chị em mở ra mùa chay năm ngoái thấy cái phông này, toàn những khúc cây, khúc củi, khúc gỗ gì để lung tung xà bần đây này. Đủ thứ có bao nhiêu đem lên hết. Cả những cái chai, cái lọ gì, ống nước, ống nồi gì cũng cho lên hết. Nón rồi thì mũ rồi thì gậy gộc thì có cái gì xách lên hết. Mình nhìn lại thấy một năm rồi, nói mình vẫn kiên trì đó chứ. Một năm. Mà năm vừa rồi, năm 2021 là cái năm căng thẳng nhất. Vì đến một năm có 12 tháng thì đến 8 tháng là bị cách ly, bị phong tỏa, bị cô lập vì Covid. Anh em chúng tôi không thể gặp nhau được. Có một mình chiến đấu trong căn phòng. Và cứ như vậy, thâu âm rồi truyền đi rồi anh em ở nhà làm video, lồng hình, lồng tiếng đủ vào. Kiên trì như thế. Rồi bảo họ nhìn nó ngoái so với năm nay chắc họ cũng giật mình khác. Vẫn người cũ, không có người mới đâu. Nhưng mà để cho anh chị em thấy là chúng tôi là những nông dân, là những người không chuyên nghiệp, là những người mà không có trâu thì lấy bò kéo cày thôi. Trang trí, phong cảnh cứ tự biên tự diễn hết như vậy. Miễn làm sao là quan trọng là lời Chúa được loan báo, lòng thương xót Chúa được loan truyền. Hết chỉ như vậy thôi. Còn tất cả là phương tiện, tất cả là hình thức. Nội dung mới là cái chính, là lời của Chúa. Không bỏ một ngày nào, dù là lúc đó hết sức căng thẳng. Thiết quân luật không được ra ngoài đường, ở trong nhà, không bước ra ngoài cửa được. Lời Chúa vẫn không bị xiềng xích như Thánh Phaolô nói.
tôi bị xiềng xích nhưng lời Chúa không bị xiềng xích. Có những người nói bây giờ phải cấm không cho ông Cha Long làm giảng nữa. Thì cha giám đốc trả lời là tôi lấy quyền gì mà cấm. Ngài là linh mục, Ngài rao giảng lời Chúa, đó là trách nhiệm, là bổn phận của Ngài. Nếu mà Ngài không rao giảng thì tôi mới có quyền trách. Còn Ngài rao giảng tôi phải khuyến khích chứ. Tại sao lại cấm? Ai muốn cấm thì vào mà cấm. Lời Chúa, lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Hồi tôi được gọi đi làm việc, anh em cũng bảo không được rao giảng, đông người tụ họp đông người vậy mất trật tự. Tôi nói mỗi người có một người trách nhiệm, anh thì trách nhiệm bắt cướp, tôi thì trách nhiệm rao giảng. Có cướp thì anh bắt, còn tôi có giáo dân thì tôi làm lễ và tôi rao giảng. Cho dù anh có cái súng và màng tang và bóp cò thì trước khi anh bóp cò tôi cũng đã rao giảng rồi. Rao giảng xong rồi anh có bóp cò thì cứ bóp thôi. Tôi còn cảm ơn anh vì cho tôi được về với Chúa sớm. Thoát khỏi cái đời này. Chu toàn sứ mạng. Chết trong lúc đang rao giảng tuyệt vời lắm chứ. Linh mục được chết trong khi thi hành sứ vụ hạnh phúc lắm chứ. Cũng giống như anh hy sinh trong khi anh đi bắt cướp, được tôn vinh, anh hùng, được vinh danh, thì tôi cũng thế thôi. Rao giảng lời Chúa mà. Phao-lô bị giam cầm 2 năm, cũng vẫn đi rao giảng, vẫn rao giảng. Không có đi, ngồi nhà cũng rao giảng. Đức Hồng Y Thuận trong tù, Ngài còn rao giảng nữa cơ mà. Dưới bất cứ hình thức nào, dù viết trong một cái tờ lịch bé xíu, đưa cho thằng bé Trăn Châu, thằng bé Trăn Châu về đưa cho bố nó là ông trùm, rồi về viết lại con đường hy vọng, được thực hiện như vậy đấy, vẫn rao giảng. Thế thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cũng vậy. Hình ảnh cái bà già mà cầm cái máy cũ rích đang lên và nói rằng là cha con làm mà con vui lắm, cười rất tươi. Trong khi đó có những người cấm không cho nghe, còn đập cả máy đi, còn tịch thu máy nữa không chừng. Rồi có những người khác thì có khi tặng sách còn trả lại. Còn họ bảo thưa cha, còn không cha, cho con, chúng con xin khao khát lắm. Có những sứ xin 100 cuốn, 200 cuốn, họ thích. Vì để đón nhận lời Chúa mà, đón nhận lòng thương xót Chúa mà, thưa anh chị em. Rồi có những người nãy ngồi anh này hỏi anh kia, sao để nhận được lời bài giảng mỗi ngày, bảo anh phải có email rồi tôi mới gửi qua YouTube được cho anh. Bảo sao mỗi ngày tôi vẫn nhận được thì cha gửi anh mới nhận được. Mà làm sao cha không gửi mà anh vẫn nhận được mới là hay. Nó tự động mà, tôi cho lên vào trong cái phần của tôi rồi, YouTube của tôi rồi thì gài như thế nào đó để tự động nhận được luôn. Dù tôi có gửi không gửi thì cứ vô đó mà bấm. Chúng người, cha ơi giờ này mình chưa có bài à. Cha ơi, hôm nay quên gửi video tổng hợp lòng thương xót rồi. Tại vì video là luôn luôn cái đến sau cùng. Mà có khi anh em ngồi chầu trực, có khi đến 1-2 giờ sáng ngủ quên mất. Bấm nửa chừng xong để đó, đi ngủ ngủ quên luôn. Sáng tôi dậy, tôi hỏi, ủa sao chưa có, tôi mới giật mình. Bên nước ngoài hỏi, tôi mới hỏi, sao chưa có con, nó bảo, con ngủ quên. Hôm qua thức 1-2 giờ sáng, giờ bấm phát lên luôn. Thì thưa anh chị em, có những người họ khao khát như vậy. Có những người nói rằng, con hôm nào mà không nghe là con không ngủ được, không đi làm được, không yên được. Phải nghiện lời Chúa như là nghiện thuốc lá này. Thì già cho con hút tí thì không có, nó nhạt miệng. Già qua cho con xin tí nước trà, anh cho tôi tí nước trà, không có nước trà tôi chịu không được. Cháu có cà phê không đây? Thì dù sáng giờ ngáp quá rồi, tí cà phê nó tỉnh người rồi. Nghiện, nghiện lòng thương xót Chúa. Chủ nhật, chiều chủ nhật, 3 giờ chiều,
là chúng tôi mục vụ các cha anh em đi làm mục vụ hết. Mà hôm đó thì chúng tôi lại tranh thủ là dành thời giờ để thu âm, thu hình. Hồi chiều tôi lên đốt nến, đặt bàn thờ xong rồi quỳ đến 3 giờ 5 chẳng thấy ai, có mình. Một mình. Thôi. Một mình cũng lần chuỗi lòng thương xót Chúa được. Cũng bày bàn thờ lên làm. Ý như thật vậy. Mà thật chứ không phải ý như thật. Một người cũng như 10 người, mà một người cũng như 1 triệu người. Vì đâu phải mình tôi. Giờ này biết bao nhiêu người cùng hiệp thông cầu nguyện mà. Cùng lạy cha chúng con ở trên trời mà. Lạy cha của chúng con mà. Rồi lần chuỗi xong quỳ cầu nguyện với Chúa. Nói với Chúa rằng xin Chúa cho con cảm nhận được là ngày nào mà không lần chuỗi lòng thương xót, ngày nào mà không nói về lòng thương xót Chúa thì con cảm thấy người nó bức rứt không chịu được. Nó áy náy không chịu được. Mà dường như người ta không đọc hay không cũng chẳng quan trọng. Rảnh thì đọc, không đọc rảnh thì thôi. Gươm mở lọc. Còn bao nhiêu việc này? Bảo gì vậy? Còn phải đi tập thể dục. Họ có việc tập thể dục còn quan trọng hơn là việc lần chuỗi lòng thương xót. Giờ này còn phải đi dạo. Họ sáng giờ chưa đi dạo. Họ có việc đi dạo vẫn quan trọng hơn là lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Ừ, còn mấy tin tức chưa đọc. Họ vẫn coi việc đọc tin tức trên mạng là vẫn quan trọng hơn lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Không cảm thấy áy náy, không cảm thấy bức rứt, không cảm thấy nó có cái gì đó giống như là chưa có cà phê, chưa có điếu thuốc, chưa có ly trà đó. Phải cảm thấy như vậy cơ. Thì mình khao khát nghe lời Chúa và mong ước những người khác này. Chúc trà ngon lắm, uống chút đi. Thật không? Thật. Trà này thứ thiệt. À, ngon thiệt. Mình thấy cái gì ngon mình muốn giới thiệu cho người khác. Vậy thì anh chị mình hãy là người mà đem lời của Chúa, lòng thương xót của Chúa giới thiệu cho những người khác. Thực sự với anh chị em đâu có thích thú gì đâu. Soạn bài giảng, giảng, thu âm, thu hình, làm hết mọi thứ xong. Đâu phải là amen tắt đèn đi ngủ, lại chờ họ gửi lại cho mình, rồi lại bấm gửi cho từng người, từng người. Nhận được, có những người, thư gia xin đừng gửi nữa, vì con không có thời giờ để coi đâu. Xin vui lòng đừng gửi nữa, giờ này đang ngủ. Xin đừng gửi nữa, vì điện thoại đã đầy. Tôi nói điện thoại đây thì delete, xóa bớt đi, đâu có sao đâu. Đi ngủ thì cứ để đó, mai coi nghe được, đâu có sao đâu. Nhưng mà cũng có những người, trời, giờ này chưa có à? Để làm gì? Con gửi cho bạn bè con, nó đang chờ. Nghe được câu đó thấy mát lòng, mát ruột. Thưa anh chị em, cũng có những người đón nhận và người không đón nhận. Chú vẫn để cho con người ta được tự do. Vẫn mưa xuống trên người ngay cũng như người giữ, kẻ hiền cũng như là người ác. Lạy cha chúng con ở trên trời. Và lời của Chúa không về nếu không đạt được kết quả, thực hiện ý muốn và chư toàn sứ mạng. Cho nên gieo rồi, nhiều người xin xưng tội, nhiều người quay trở về, nhiều người được ơn chữa lành. Và vì thấy được kết quả đó, Chúa cho chúng tôi thấy được kết quả đó. Cho nên anh em bảo với nhau rằng là cứ làm đi. Có những người chê, có những người trách, có những người chối từ, có những người khước từ. Thời Chúa Giê-xu khi mà Chúa rao giảng, đang giảng hăng say như vậy mà người nhà ra bắt về bảo là bị mất trí rồi đấy thầy. Thấy không? Khi mà Chúa Giê-xu rao giảng về bánh hằng sống, người ta nghe, người ta bảo lời này chói tai quá ai mà nghe được. Thấy không? Khi mà Chúa Giê-xu trừ quỷ mà cho quỷ nó nhập vào đàn heo thì người ta ra thay vì lời cảm ơn, lời cảm tạ, lời tri ân thì bảo ôi mời ông đi chỗ khác dùm tôi cái. Vì ông đến đây làm thiệt hại vật chất. Mà họ không thấy rằng cái mối lợi tinh thần nó lớn hơn rất nhiều so với cái lợi vật chất. Nhưng mà người ta đặt cái lợi vật chất lên trên. Giờ này tôi còn phải đi làm, giờ này còn phải thế này thế kia. Còn chuyện mà lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa, nghe lời Chúa, xếp hạng 2. Chị em thấy.
Cho nên Chúa Giêsu nói với Faustina là ta buồn, ta cô đơn, ta héo hắt vì mòn mỏi đợi chờ trông mong người ta đón nhận lòng thương xót của ta. Chỉ khao khát người ta đón nhận lòng thương xót của ta để người ta được cứu thôi, chứ có phải là làm khổ người ta đâu. Khi tôi ngồi tôi suy nghĩ là trời ơi, đón nhận Chúa, tin Chúa thì có thiệt thòi gì đâu nào. Có thiệt thòi gì đâu. Chị có thiệt thòi gì không mà chị chống đối? Đón nhận Chúa có thiệt thòi gì không? Có phải đóng thuế không? Vào đạo có phải đóng thuế không? Vào đạo có phải mất hết tự do không? Không. Mà vào đạo mình còn thấy cuộc sống của mình nó có ý nghĩa, và nhất là có cái hạnh phúc đời sau nữa kìa. Vào đạo mình thấy rằng lúc mình khốn khó còn có chỗ, có nơi, có đấng để mình kêu cầu lạy Cha chúng con ở trên trời. Xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Xin cứu chúng con khỏi sự dữ. Sự dữ đây là Covid đây này. Sự dữ đây là chiến tranh này. Sự dữ đây là bạo lực. Xin cứu chúng con. Vậy thì quá sướng, quá hạnh phúc rồi. Quá sướng, quá hạnh phúc rồi. Mà khi mình cảm thấy được hạnh phúc như vậy thì mình phải làm sao cho người ta nhận biết. Phải đi loan truyền, phải đi nói. Không phải chỉ bằng lời nói mà bằng chính cuộc sống của mình. Giống như cái người đàn bà 71 tuổi già ở Bến Tre đây nè. Bằng việc làm, bằng niềm tin của bà ấy. Bà ấy tin và bà ấy đi nói cho mọi người, chia sẻ cho mọi người về điều mà bà ấy tin, bà ấy sắc tín. Chứ không phải nói về tôi, nói về lòng thương xót của Chúa. Tôi cũng chỉ là người đầy tớ, người phục vụ lòng thương xót của Chúa mà thôi. Người đầy tớ của anh chị em mà thôi. Và chúng ta khi đọc kinh Đại Cha, mình vẫn nói là xin cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều Đại Cha mau đến. Làm sao danh Thánh Cha được vinh hiển, triều Đại Cha mau đến nếu không có người loan báo cho người ta biết về triều đại của Cha, loan báo cho người ta biết về có một Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, có một Đức Giêsu Kitô con của Cha được sai đến để đến cứu ta. Làm sao cho triều đại Cha mau đến nếu mà mỗi người chúng ta không trở thành những chứng nhân, nếu mỗi người không trở thành những người đi loan truyền, đi loan báo. Và Chúa nói rằng những người đi loan báo, đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, Chúa chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Chúa bảo vệ họ như vinh quang của Chúa, không kẻ thù nào làm hại được họ. Và nhất là giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Và chúng mong ước rằng là ngày Chúa đến trong vinh quang, ngày quang lâm, ngày tận thế, ngày mà Ngài đến lần thứ hai, thì mọi người trên hành tinh này đều được nghe nói về lòng thương xót của Chúa. Đều được nghe nói. Mà để cho họ được nghe nói thì mỗi người tín hữu có bổn phận phải đi loan báo lòng thương xót của Chúa bằng tất cả khả năng của mình. Phần thiếu sót còn lại Chúa sẽ bù đắp cho. Amen. Giờ đây mỗi người chúng ta cùng sốt sáng đọc lên lời kinh Đại Cha mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta với tất cả ý thức và tất cả niềm tin vào Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Mời anh chị em cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật,
thì con xin nặm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Trên mọi người xin dâng cho mẹ chọn niềm tin phó thác cho mẹ, xin dâng cho mẹ chọn tình con mến yêu mẹ nhiều, xin dâng mẹ cả giáo sư của chúng con, xin dâng mẹ cả thành đô cùng quê hương nước Việt, mọi người chăm lo cho quê chung nhau vui buồn không than vãn gì, cùng nhau kết liên thân tình là con một nhà, xin dâng cho mẹ chọn niềm tin phó thác cho mẹ, xin dâng cho mẹ chọn tình con mến yêu mẹ. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 8 tháng 3, Thánh Gioan Thiên Chúa. Xin một đời người xa danh Chúa, xin ngàn người người xin Thiên Chúa. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 8 tháng 3, Thánh Gioan Thiên Chúa. Từ lúc 8 tuổi cho đến khi chết, Thánh Gioan thường hành động theo sự hối thúc của con tim. Sự thử thách là làm sao để biết đó là sự thúc giục của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là những cám dỗ trần tục. Nhưng không giống như những người bốc đồng khác, một khi đã quyết định dù vội vã đi nữa, thánh nhân luôn trung thành với quyết định ấy dù có gian khổ cách mấy. Khi lên 8 tuổi, Gioan nghe một linh mục nói về những cuộc phiêu lưu đã mở ra khi những tân thế giới đã được tìm thấy. Đêm hôm ấy, Gioan bỏ nhà đi theo vị linh mục này và không bao giờ gặp mặt cha mẹ nữa. Gioan và vị linh mục này đi ăn xin từ làng này sang làng khác cho đến khi Gioan ngã bệnh xuống. May mắn
nhờ một người tá điền trong vùng chăm sóc và nhận làm con nuôi, cho nên Gioan mới sống sót. Anh làm nghề chăn cừu cho đến khi 27 tuổi. Cảm thấy bị áp lực phải lấy con gái của người tá điền, mà cậu thương như người em gái mà thôi. Cho nên Gioan đã ra đi, gia nhập quân đội Tây Ban Nha trong cuộc chiến chống với nước Pháp. Khi là quân nhân, Gioan bê bối không thể tưởng tượng được. Anh đánh bài, uống rượu và cùng với đồng đội đi phá làng, phá xóm, tới bến. Một ngày kia, khi đang cưỡi con ngựa ăn cắp được, anh bị ngã ngựa gần ranh giới với nước Pháp. Hoảng sợ vì đấy là dịp mà anh có thể bị bắt và bị giết chết, anh mới nhìn lại cuộc đời của mình với tất cả niềm đam mê và anh thề quyết sẽ thay đổi, đổi đời, làm lại cuộc đời. Khi trở về đơn vị, anh giữ lời hứa và đi xưng tội, thay đổi lối sống. Các bạn đồng đội không bận tâm với việc sám hối của anh, nhưng họ chán ghét anh vì anh luôn thúc giục họ từ bỏ các thú vui trụy lạc. Bởi đó họ tìm cách lợi dụng tính đam mê, nhiệt tình quá mức của anh để đánh lừa anh rời bỏ nơi trực của mình với cớ là để đi cứu một người đang gặp nguy hiểm. Anh được cứu khỏi bị treo cổ vào giờ phút chót, nhưng bị đuổi ra khỏi quân đội sau khi đã bị đánh đòn và lột quân phục cùng mọi thứ khác. Anh phải đi ăn xin trên đường trở về nhà cha nuôi của mình, lại trở về với người nghề chăn cừu. Cho tới khi anh nghe tin một cuộc chiến mới với người Hồi giáo đang xâm nhập Âu Châu, anh đã rời nhà cha nuôi lên đường tham chiến. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, anh quyết định đi tìm cha mẹ ruột của mình. Nhưng anh đau khổ nhận ra rằng cha mẹ của anh đã chết trong thời gian anh vắng nhà đi bụi đời. Khi chăn cừu, Gioan có rất nhiều thời giờ để suy niệm về việc Thiên Chúa đã muốn biến đổi cuộc đời của anh ra sao. Khi anh đã quyết định vào lúc anh đã 38 tuổi là mình phải sang Phi Châu để chuộc lại những Kitô hữu bị bắt làm tù, anh liền lập tức từ giã xứ sở và lên đường đi tới cảng Gibraltar. Anh đang ở bến tàu chờ đợi tàu của anh đến thì thấy một gia đình hiển nhiên đang rất đau khổ và lo lắng. Khi anh khám phá ra đó là một gia đình quý tộc bị đem đi đày ải ở Phi Châu do những âm mưu chính trị đen tối, anh liền bỏ kế hoạch nguyên thủy của anh và tự nguyện làm đầy tớ cho gia đình đó. Gia đình này đã lâm bệnh khi họ tới nơi lưu đày của họ, và Gioan duy trì họ sống không chỉ bằng công việc phục dịch họ mà còn bằng việc kiếm tiền nuôi họ nữa. Công việc của anh là xây dựng các công sự, thật là một công việc nặng nhọc, bất nhân, và những nhân công thường bị đánh đập, bị đối xử tàn tệ bởi những người tự xưng là công giáo. Thấy các người Kitô hữu hành động như thế đã khiến lòng của Gioan rối tung lên đến độ mà anh từ bỏ đức tin của mình. Một linh mục khuyên Gioan rằng đừng đổ tội cho giáo hội vì những hành động của những người công giáo độc ác ở trên, và anh nên về lại Tây Ban Nha. Gioan đã trở về quê hương, nhưng chỉ sau khi có tin gia đình cha mẹ nuôi mới của anh cũng đã nhận được sự khoan dung và cho trở về quê nhà. Ở Tây Ban Nha, ban ngày Gioan làm phu khuân vác bến tàu, ban đêm anh đến nhà thờ để cầu nguyện và đọc sách thiêng liêng.
Việc đọc sách đem lại cho Gioan niềm vui đến độ anh quyết định phải chia sẻ niềm vui ấy với những người khác. Gioan bỏ nghề khuân vác và đi bán sách dạo, lang thang từ phố này sang phố khác để bán sách đạo và ảnh thánh. Chính trong thời kỳ này mà anh đã được thị kiến thấy Chúa Giêsu hài đồng, ban cho anh cái tên Gioan Thiên Chúa và gắn bó anh mãi mãi với thành phố Canada. Đó là năm mà anh đã được 41 tuổi. Thưa anh chị em và các bạn, vì lý do này mà Gioan Thiên Chúa là vị thánh, quan thầy của những người bán sách và quan thầy của những người in sách. Sau khi nghe giảng về sự ăn năn sám hối của vị giảng thuyết nổi tiếng thời bấy giờ là chân phước Gioan Avila, Gioan bị dằn vặt khi nghĩ đến các tội lỗi của mình, khiến cho cả tỉnh lỵ này đã nghĩ là chủ tiệm bán sách nhỏ bé kia đã đi từ một tính tình lập dị này sang một hoàn cảnh điên khùng hoàn toàn. Người ta cho rằng Gioan Thiên Chúa bị điên rồi. Sau khi nghe giảng, Gioan nhào về tiệm sách của mình, xé nát tất cả các sách đời, phân phát tiền của và sách đạo cho mọi người. Rồi Gioan đi lang thang với quần áo rách rưới, than khóc về tội lỗi của mình như một người điên, và bị trẻ con cũng như người lớn chế nhạo, chửi bới, ném đá, ném bùn, ném rác rưởi vào Gioan. Đúng như là một người khùng. Bạn bè đưa người bạn Gioan mất trí vào trong nhà thương hoàng gia, và anh bị nhốt ở trong đó cùng với những người điên. Anh được chữa bệnh theo kiểu chữa bệnh thời bấy giờ. Người ta trói anh lại và hàng ngày lấy roi quất vào anh để cho anh hết điên. Họ nghĩ như thế, và cách chữa trị thời đó với những người điên là như thế. Rồi nhà giảng thuyết Gioan Avila đến thăm và cho biết sự sám hối của anh đã đủ rồi. Đúng 40 ngày như Đức Kitô xưa đã chịu đau khổ tại sa mạc, và Gioan được đưa sang chỗ ở tốt hơn tại nhà thương. Đỡ điên rồi, họ nghĩ như thế. Gioan Thiên Chúa khi thấy cảnh đau khổ thì không thể dừng làm một cái gì đó để thoa dịu những nỗi đau khổ đó. Thế nên bây giờ anh đang được tự do đi lại, dù vẫn còn là một bệnh nhân. Anh đã lập tức đứng dậy và bắt đầu giúp đỡ những người đau ốm khác ở chung quanh mình. Nhà thương cũng sung sướng khi có một người làm việc phục dịch không công như anh, và không vui lòng thả anh ra khi anh bước vào và tuyên bố anh sắp ra đi để bắt đầu gầy dựng một nhà thương mới. Thế rồi anh lên đường hành hương tới nhà thờ Đức Mẹ tại Guadalupe. Tại nơi đây, Đức Trinh Nữ tỏ lộ cho anh hay về bản chất ơn gọi của anh. Gioan có thể có một bước đi tích cực khi xác định rằng Thiên Chúa muốn anh bắt đầu một nhà thương dành cho những người nghèo, vốn chỉ nhận được một sự chăm sóc tồi tệ. Nếu thực sự đã có một sự chăm sóc nào đó như vậy từ các nhà thương khác, nhưng người ta thì vẫn cho rằng Gioan còn là một người điên. Công việc chẳng tiến triển được gì khi anh quyết định tìm tài chánh thực hiện kế hoạch của anh bằng cách bán củi tại công trường. Hết bán sách, bây giờ lại đi bán củi. Đêm đến, anh đã đem chút ít tiền của mình mà anh kiếm được để mua thực phẩm và quần áo cho những người nghèo sống dưới gầm cầu hoặc trong các căn nhà hoang phế. Bởi thế, bệnh viện đầu tiên của anh là các đường phố ở Granada. Chỉ trong một tiếng đồng hồ sau khi anh đã thấy một tấm bảng ghi ở cửa sổ của một căn nhà kia rao rằng nhà cho thuê để chứa những người nghèo khổ. Nhà cho thuê để chứa những người nghèo khổ. Anh đã lập tức đến thuê căn nhà ấy để đưa những người anh nuôi dưỡng vào trong nhà. Dĩ nhiên, anh thuê nhà này đã không có tiền để sắm các trang thiết bị, thuốc men hay để trợ giúp.
Sau khi anh đã đi xin tiền mua giường, anh lại đi ra phố xá để đem các người bệnh vào nhà trên những đôi vai của anh từng bốc vác đá, gỗ và sách. Một khi các bệnh nhân đã vào nhà rồi, anh rửa ráy cho họ, băng bó các vết thương, khâu vá quần áo của họ vào ban đêm khi anh cầu nguyện. Anh dùng các kinh nghiệm của người bán sách rong để đi ăn xin, la to ngoài đường phố bằng giọng của người bán răng. Anh rao lên rằng: "Xin hãy làm điều tốt lành cho chính bạn. Vì tình yêu Thiên Chúa, thưa đồng bào, xin hãy làm điều tốt lành. Xin hãy làm điều tốt lành cho đồng bào của mình và cho chính bạn." Thay vì bán đồ, anh đã tiếp nhận mọi thứ người ta cho, từ tóp mỡ, bạ cá, quần áo cũ, đồng xu, bạc cắt, nơi này kia, nơi chỗ nọ ban cho. Trong suốt cuộc sống của mình, Gioan Thiên Chúa đã bị chỉ trích bởi những người không thích lòng bác ái đầy đam mê của Ngài, dám kêu mang bất cứ ai đang trong cảnh khốn đốn mà không hề hỏi han hay tín thư hay chứng minh thư về tư cách của người đó. Sau khi Gioan đã có thể chuyển nhà thương của mình vào một tu viện lâu đời của dòng Cát Minh, thì Ngài mở một nơi trú chân cho những kẻ vô gia cư ngay trong hội đường của tu viện. Lập tức, những người chỉ trích tìm cách đóng nó lại, viện cớ là Gioan đang nuông chiều những kẻ khuấy rối. Gioan luôn trả lời cho thứ chỉ trích này là Ngài chỉ thấy duy nhất có một kẻ tính tình xấu trong nhà thương, và kẻ đó chính là Ngài. Sự thôi thúc hối hả phải hành động ngay lập tức khi Ngài thấy nảy sinh những nhu cầu đã khiến Ngài gặp phải rất nhiều phiền toái. Có lần khi gặp một nhóm người chết đói, Ngài liền chạy vào nhà ăn cắp một nồi thức ăn cho họ ăn. Ngài suýt bị bắt giam vì hành vi bác ái đó. Lần khác khi thấy các em bụi đời quần áo rách nát, Ngài dẫn chúng vào trong một tiệm bán quần áo, may cho chúng một bộ quần áo mới, may xong không có tiền trả. Dĩ nhiên là phải mua chịu, phải khất nợ. Cứ khùng khùng điên điên như thế vì người nghèo. Trong thời gian đầu, Gioan đơn thân độc mã làm việc. Nhưng chẳng bao lâu, Ngài được sự cộng tác của các linh mục và các bác sĩ có lòng bác ái khác. Có nhiều chuyện hay về việc các vị thần thánh trên trời đến thăm Ngài trong những ngày phải đảm trách những công việc nặng nề ghê gớm đó. Và nhiều lần chúng được làm cho nhẹ nhàng qua sự trợ giúp đích thân của Tổng lãnh Thiên Thần Raphael. Để ngăn lại thói quen của vị thánh luôn đem đổi áo mặc của mình với bất cứ một người ăn xin nào, thì Ngài may mắn gặp được Don Sebastiano Ramirez là giám mục địa phận Tuy. Người đã may cho Ngài một bộ áo mà sau này sẽ là mẫu cho tu phục của các con cái môn đệ của Ngài. Và Đức Giám mục buộc Ngài phải luôn ghim tên mà Chúa Hài Nhi Giê-xu đã ban cho Ngài là Gioan Thiên Chúa, ghim cái tên ấy vào trên áo của mình. Hai bạn đường đầu tiên của Ngài là Antonio Martino và Ferro Velasco. Xưa kia là những kẻ thù từng gây gương mù gương xấu cho toàn thể thành phố Granada qua những cuộc cãi lộn và ăn chơi phung phí phá phách của họ. Cả hai được cải hồi nhờ lời cầu nguyện của Ngài và tạo thành thành phần cốt lõi của một tu hội thịnh vượng. Người thứ nhất là Antonio Martino có rất nhiều tiến bộ trên con đường hoàn thiện, khiến cho vị thánh trên giường chết đã gửi gắm ông cho các môn đệ của mình để làm người kế vị của Ngài. Còn người thứ hai được chính Ngài tặng biệt danh là Phêrô kẻ tội lỗi, đã trở thành một khuôn mẫu của lòng khiêm nhường và bác ái. Chính nhiệt tình cứu giúp bất chấp tất cả
Như thế đã cứu vớt được biết bao nhiêu người trong những tình trạng khẩn cấp. Một hôm, có tin báo động nhà thương hoàng gia bị hỏa hoạn. Khi ngài dẹp bỏ mọi chuyện để nhào tới đó, ngài nhận ra đám đông chỉ đứng ngoài ngó vào nhà thương và các bệnh nhân đang ở trong đó, đang ở trong khói lửa. Ngài liền xông vào trong tòa nhà, chìm trong đám lửa cháy và chuyển hay dẫn các bệnh nhân thoát ra ngoài. Khi tất cả các bệnh nhân đã được giải cứu thì ngài bắt đầu ném các chăn vải trải giường nệm ném ra ngoài cửa sổ. Qua các công việc nặng nhọc của ngài, ngài biết rõ các đồ vật đó cần thiết như thế nào. Và lúc đó có những người mang một khẩu đại bác đến để hủy bỏ một phần nhà đang bị cháy đi để cứu phần còn lại. Thì ngài đã ngăn chặn họ lại, trèo lên mái nhà và tách phần nhà đang cháy ra bằng một chiếc rìu chứ không phải bằng khẩu đại bác. Ngài đã thành công, nhưng đồng thời cũng rơi theo mái nhà như hực lửa đang sụp đổ. Trong khi mọi người hồi hộp cho số phận của vị anh hùng cứu tinh này, thì lạ lùng thay, Joan bước ra khỏi đám lửa một cách bình an vô sự. Thưa anh chị em và các bạn, do đó Joan Thiên Chúa còn là quan thầy của những người lính cứu hỏa nữa. Khi thánh nhân lâm bệnh nặng, thì ngài nghe tin cơn lũ lụt đang trôi dạt những cây gỗ quý về gần thành phố. Dù là đang lâm bệnh nặng như thế, mà không bỏ lỡ cơ hội, ngài bật ra khỏi giường bệnh, đi vớt gỗ trên dòng sông đang chảy xiết. Và khi một trong những bạn đồng hành của ngài bị rớt xuống dòng sông, ngài cũng không nghĩ đến bệnh tình cũng như sự an toàn của chính mình, mà nhảy xuống sông để cứu vớt người bạn đang bị chết đuối ấy. Ngài thất bại, không cứu được người bạn ấy, và chính ngài thì bị sưng phổi. Và từ trần vào ngày 8 tháng 3, ngày sinh nhật thứ 55 của ngài. Chỉ vì sự yêu thương vội vàng, mà đó là động lực của toàn thể cuộc đời Gioan Thiên Chúa. Thánh Gioan Thiên Chúa được đặt làm quan thầy của những người bán sách, thợ in, bệnh nhân, bệnh viện, y tá, lính cứu hỏa, và được coi là người sáng lập tổ chức Sư huynh bệnh viện. Ở Việt Nam có bệnh viện Gioan Thiên Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, sự khiêm hạ tuyệt đối của Thánh Gioan của Thiên Chúa là điều cảm phục nhất, được thể hiện qua sự vị tha hoàn toàn vì người khác. Thiên Chúa đã ban cho ngài các ơn khôn ngoan, kiên nhẫn, dũng cảm, nhiệt tình và khả năng ảnh hưởng đến người khác. Ngài nhìn thấy sự sai lầm của thời trai tráng, sống xa cách Thiên Chúa, và sau đó là nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa để bắt đầu một đời sống mới thực sự yêu thương tha nhân. Xin Chúa cho mỗi người cũng có được tinh thần như Thánh Gioan Thiên Chúa, thấy việc cần làm là làm, bất chấp mọi khó khăn, bất chấp mọi trở ngại, thấy việc cần giúp người khác là giúp. Trong con đường lòng thương xót Chúa mà chúng ta đang đi, chúng tôi đang cùng với anh chị em đi, những khi tôi thấy việc cần làm, nhiều khi không chần chừ, không đắn đo, thấy việc cần giúp là giúp, thấy những gì mà có thể làm được là làm, và làm với tất cả thiện chí, cố gắng, nỗ lực của mình, hy sinh của mình, dù có gian khó, dù có gian khổ, thấy làm tốt cho người, nhất là làm để loan truyền lòng thương xót Chúa, để cho mọi người nhận biết lòng thương xót Chúa, để làm chứng cho mọi người về lòng thương xót Chúa, là chúng tôi cứ lao đi mà làm như Gioan, với tất cả sự nhiệt tình hăng hái của mình, bất chấp mọi trở ngại, cho dù là thiệt hại chính mạng sống của mình. Amen. Như âm thanh mang màu xanh, như trăng sao luôn vượt cao, Chúa ban tràn đầy hồng phúc bao la. Xin một đời người xa danh Chúa, xin ngàn người người khen Thiên Chúa.
một đời người cơ danh trời, người cơ danh trời, người xin thiên trời, người khen thiên chúa. Sống đúng, sống đẹp. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Thứ ba, mùng 8 tháng 3, 2022. Tập 77, từ số 1396. Số 1396. Hôm nay, tôi đã nghe được lời này trong linh hồn. Ôi, giá mà các tội nhân biết được lòng thương xót của Cha, có lẽ họ đã không hư mất quá đông như vậy. Con hãy nói cho các tội nhân đừng sợ đến gần bên Cha. Con hãy nói cho họ về lòng thương xót vô bờ của Cha. Số 1397. Chúa phán với tôi: một linh hồn hư mất cũng làm Cha sầu não đến chết. Còn hãy luôn an ủi Cha khi con cầu nguyện cho các tội nhân. Lời cầu làm thỏa lòng Cha nhất là lời cầu làm cho các tội nhân ăn năn hối cải. Ái nữ của Cha ơi, con hãy biết rằng lời cầu ấy luôn được Cha đoái nghe và chấp nhận. Số 1398. Mùa vọng đang đến. Tôi muốn chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa Giêsu đến trong thinh lặng và tịnh hiệp, bằng việc kết hợp với Mẹ rất thánh và trung thành noi gương nhân đức thinh lặng của Mẹ. Vì nhờ đó, Mẹ đã làm thỏa nguyện ánh mắt Thiên Chúa. Tôi tin rằng bên cạnh Mẹ, tôi được kiên vững trong điều quyết định này. Số 1399. Khi viếng nhà nguyện một lúc vào buổi tối nay, tôi cảm nhận một chiếc gai khủng khiếp ở trong đầu. Điều này kéo dài một lúc ngắn nhưng đâm thấu đến đau, đến độ tôi phải tức khắc gục xuống trên hàng xong hiệp lễ. Dường như mũi gai xuyên phập đến tận não bộ. Nhưng những điều ấy chẳng là gì. Tất cả chỉ vì các linh hồn để nài xin lòng thương xót Chúa cho họ. Số 1400. Tôi sống giờ này sang giờ khác và không thể theo lối khác được. Tôi muốn tận dụng giây phút hiện tại hết sức để trung thành thực hiện mọi công việc được ủy thác cho tôi. Trong mọi sự, tôi lệ thuộc vào Thiên Chúa với niềm tín thác không lay chuyển. Số 1401. Hôm qua, tôi nhận được một lá thư của Cha Sopoko. Tôi được biết công cuộc
của Chúa đang tiến triển, mặc dù chậm chạp. Tôi rất vui mừng về điều ấy và đã gia tăng gấp đôi lời cầu cho toàn bộ công cuộc. Tôi cũng biết hiện nay về việc cộng tác của tôi vào công cuộc, Chúa chỉ đòi cầu nguyện và hy sinh. Hành động của cá nhân tôi quả thực có thể cản trở các chương trình của Thiên Chúa, như cha Sopoko đã viết trong bức thư hôm qua. Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được trở nên một khí cụ thuần thục trong tay Chúa. Nhờ bức thư ấy, tôi biết được Chúa ban cho vị linh mục này một ánh sáng rất tuyệt vời. Điều ấy củng cố thêm niềm xác tín của tôi rằng qua Ngài, Chúa sẽ thực hiện công cuộc này bất chấp trở ngại chồng chất. Tôi quá biết công cuộc càng lớn lao và tốt đẹp, những cuồng phong nổi lên chống lại càng kinh khiếp. Số 1402. Trong những định lệnh khôn dò của Người, Thiên Chúa thường không để những người đã nỗ lực nhiều nhất trong việc thực hiện một công cuộc nào đó được hưởng các thành quả của công cuộc ấy ngay ở đời này. Thiên Chúa dành để tất cả hoan lạc của họ cho cõi đời đời. Nhưng với tất cả, Thiên Chúa đôi khi cũng cho họ biết những nỗ lực ấy rất đẹp lòng Người. Và những giây phút ấy củng cố sức mạnh cho họ để chiến đấu và chịu thử thách hơn nữa. Những linh hồn này mang những đặc điểm tương tự như Chúa Cứu Thế, chỉ nếm toàn những đắng đót trong công cuộc Người đã tạo lập trên trái đất này. Số 1403. Lạy Chúa Giêsu của con, nguyện Chúa được chúc tụng trong mọi sự. Con vui mừng vì thánh ý Chúa đang được thực hiện. Điều đó đủ làm con được hạnh phúc. Số 1404. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, nơi Chúa là tất cả sức mạnh của con. Ngay từ những năm tháng đời thơ ấu của tôi, Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể đã lôi kéo tôi đến với Người. Một lần kia, hồi tôi mới lên 7 tuổi, trong giờ kinh chiều được cử hành trước sự hiện diện của Chúa Giêsu được tôn kính trong mặt nhật, tình yêu Thiên Chúa lần đầu tiên đã thông truyền cho tôi và làm no thỏa trái tim bé bỏng của tôi. Và Chúa đã ban cho tôi tri thức về những sự thánh thiện. Từ ngày đó đến nay, tình yêu của tôi đối với Thiên Chúa ẩn thân luôn luôn gia tăng đến chỗ hết sức nồng thắm. Tất cả sức mạnh của tôi đều bắt nguồn từ bí tích thánh thể. Tôi dùng mọi giờ phút rảnh rỗi để tâm sự với Người. Người là tôn sư của tôi. Số 1405. Ngày 30 tháng 11 năm 1937. Tối nay, khi tôi đang lên lầu, một cảm giác ngao ngán đối với tất cả những gì liên hệ đến Thiên Chúa bỗng ập xuống trên tôi. Lúc đó, tôi nghe Satan nói: "Mày đừng nghĩ gì về công việc này nữa. Thiên Chúa không nhân lành như mày nói đâu. Đừng cầu nguyện cho những kẻ có tội nữa. Đằng nào chúng nó cũng bị đọa phạt mà thôi." Chính vì công việc lòng thương xót này mà mày liều mình cũng bị đọa phạt. Mày đừng nói về lòng thương xót của Chúa với các cha giải tội nữa, nhất là với cha Sopoko và cha Andras. Đến đây, tiếng nói ấy hiện hình thành thiên thần bản mệnh của tôi. Nhưng tôi liền đáp lại: "Ta biết ngươi là ai rồi, là cha sự dối trá."
Gioan chương 8 câu 44. Tôi làm dấu thánh giá và thần ngụy liền biến đi trong gào thét cuồng nộ. Số 1406. Hôm nay Chúa cho lòng tôi biết Người sẽ không bao giờ từ bỏ tôi. Chúa tỏ cho tôi biết quyền uy và sự thánh thiện của Người, cũng như tình yêu và lòng nhân lành Người dành cho tôi. Chúa cũng cho tôi hiểu biết sâu xa hơn về sự xấu xa của tôi. Tuy nhiên, nỗi khốn nạn này không tước đi niềm tín thác của tôi. Ngược lại, càng hiểu biết nỗi khốn nạn của mình, tôi càng tín thác mãnh liệt hơn vào lòng Thiên Chúa nhân lành. Tôi hiểu rằng nếu Chúa không ban phép, không ai có thể đụng đến một sợi tóc trên đầu của tôi. Số 1407. Hôm nay đang lúc rước lễ, tôi nhận thấy trong chén thánh có một bánh thánh sống động và linh mục trao cho tôi. Khi trở về chỗ, tôi hỏi Chúa Giêsu: Lạy Chúa, tại sao chỉ có một bánh thánh sống động? Vì dưới mỗi hình bánh Chúa đều hiện diện như nhau kia mà. Chúa Giêsu trả lời: Đúng vậy, Cha hiện diện như nhau dưới mỗi hình bánh. Thế nhưng không phải mọi linh hồn đều đón nhận Cha với cùng một đức tin sống động như con. Hỡi ai nữ của Cha, và do đó Cha không thể hành động trong linh hồn họ như trong linh hồn con. Số 1408. Tôi tham dự thánh lễ do Cha Sopoko cử hành. Trong giờ lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu Hải Nhi dùng ngón tay chạm vào trán của vị linh mục và phán với tôi: Tư tưởng của Ngài liên kết chặt chẽ với tư tưởng của Cha. Vậy con hãy an tâm trong những gì liên quan đến công việc của Cha. Cha sẽ không để Ngài mắc phải sai lầm, và con cũng đừng làm điều gì nếu không có phép của Ngài. Lời Chúa làm tôi tràn ngập niềm vui về tất cả những gì liên quan đến công cuộc này. Số 1409. Hôm nay Chúa Giêsu ban cho tôi một sự nhận thức về chính Người, cũng như về tình yêu và sự ân cần hết sức dịu dàng Người dành cho tôi. Chúa đưa tôi đến chỗ thâm hiểu vì sao mọi vật đều lệ thuộc vào thánh ý Người, và Người cho phép một số khó khăn xảy đến, ngõ hầu sinh công trạng cho chúng ta, và để lòng tín chung của chúng ta được chứng tỏ. Và qua đó, tôi đã được thêm sức mạnh để chịu đựng và bỏ mình. Số 1410. Hôm nay, ngày 7 tháng 12 năm 1937, là ngày vọng lễ Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội. Vào giờ ăn trưa, trong một thoáng chốc, Thiên Chúa đã cho tôi biết về phần phúc trọng hậu của tôi, tức là được gần gũi với Người. Một hạnh phúc sẽ không bị cắt khỏi tôi trong cõi muôn đời. Và Chúa đã ban ơn này một cách sống động rõ ràng, đến độ tôi được bao phủ trong sự hiện diện sinh động của Chúa. Trong một thời gian khá lâu, tôi sấp mình trước sự hiện diện của Ngài. Số 1411. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Thần Linh Chân Lý và Ánh Sáng, hằng ngự trong hồn con bằng ân sủng của Chúa, nguyện xin hơi thở Chúa xua đuổi bóng tối và những việc lành được bội tăng trong ánh sáng này. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Thần Linh tình yêu và nhân ái, đấng đổ dầu thơm tín thác vào tâm hồn con,
ân sủng Chúa củng cố linh hồn con trong điều thiện, ban cho con sức mạnh kiên cường bất khuất. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Thần Linh bình an và hoan lạc, Chúa bổ sức cho trái tim khát bỏng của con và đổ vào đó suối nguồn tình yêu Thiên Chúa sống động, làm cho con dũng cảm để chiến đấu. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, thượng khách cao quý của hồn con, phần con muốn luôn trung thành với Chúa trong những ngày vui tươi và những lúc thống khổ tân toan. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, con muốn luôn được sống trong sự hiện diện của Chúa. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, đấng thấu nhập toàn bộ hữu thể của con và cho con biết sự sống ba lần thánh, khởi đưa con vào ý tính, yếu tính thần linh của Chúa. Nhờ được hợp nhất với Chúa như thế, con sẽ sống cuộc sống muôn đời. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa cùng với nhau đọc qua những trang nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, từ số 1396 đến số 1411. Số 1396, Chúa nói với thánh nữ Faustina, và cũng là lời nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, nhất là những tông đồ lòng thương xót Chúa, những người đang lắng nghe đây, những người đang đi vào con đường lòng thương xót Chúa. Đó là: ôi giá mà các tội nhân biết được lòng thương xót của ta, có lẽ họ đã không hư mất quá đông như vậy. Con hãy nói cho các tội nhân đừng sợ đến gần với ta. Con hãy nói cho họ về lòng thương xót vô bờ của ta đi. Giá mà các tội nhân biết được lòng thương xót của Chúa thì có lẽ sẽ không hư mất nhiều quá. Nhưng mà vì họ không được ai nói cho họ biết về lòng thương xót của Chúa, cho nên họ chỉ thấy một Thiên Chúa uy nghi, sợ hãi, công bằng và trừng phạt. Vì thế khi họ phạm tội rồi, họ sợ hãi, không dám đến gần Chúa để được tha thứ, vì họ nghĩ rằng đến thì chỉ lãnh lấy hình phạt mà thôi. Cho nên họ phóng lao rồi theo lao luôn, đã tay nhúng chàm rồi thì nhúng chàm luôn, không muốn quay trở lại nữa, hoặc không dám quay trở lại nữa, vì có ai nói cho họ biết về một Thiên Chúa nhân lành đâu. Cho nên Chúa nói với Faustina và nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay là hãy đi nói cho các tội nhân là đừng sợ hãi đến gần bên Chúa. Đến với Chúa đi. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chôn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút lo âu bận vướng. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương. Đấy, hãy nói cho họ biết đi. Hãy nói cho họ biết, đừng sợ đến gần bên ta. Hãy nói cho họ về lòng thương xót vô bờ của ta. Và chính vì thế mà ngày hôm nay Chúa mời gọi tất cả mọi người hãy đi loan báo lòng thương xót của Chúa bằng tất cả khả năng của mình, bằng tất cả những phương tiện có trong tay. Phần thiếu sót còn lại chính Chúa sẽ bù đắp. Và Chúa phán với Faustina và cũng cho chúng ta thấy được giá trị của mỗi người, giá trị vô cùng của mỗi người trước mặt Chúa, mà nếu hư mất thì Chúa sẽ như thế nào. Số 1397: một linh hồn hư mất cũng làm ta sầu não đến chết đi được. Chỉ một linh hồn hư mất thôi mà Chúa sầu não đến chết đi được. Còn ta thì có thấy vậy hay không? Hay là không được chức tước, không được địa vị, không được danh vọng, không được tiền bạc thì mình sầu não đến chết được? Còn đây, một linh hồn hư mất cũng làm Chúa sầu não đến chết được. Và hãy luôn an ủi Chúa bằng cách là cầu nguyện cho các tội nhân. Cầu nguyện cho các tội nhân, đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất, thỏa lòng Chúa nhất. Và Chúa nói với Faustina, cũng nói với chúng ta ngày hôm nay rằng hãy nhớ rằng lời cầu ấy luôn được Thiên Chúa đón nghe và chấp nhận.
Cho nên khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa là tấm mong muốn cho những người tội lỗi được quay trở về. Vì không có ai nói cho họ về lòng thương xót Chúa, cho nên họ không có biết đường mà quay trở về. Mà ta làm công việc đó, thưa anh chị em, đó là điều mà đẹp lòng Chúa nhất. Vì để cho một người nào đi, bất cứ một ai mà hư mất, thì đó là điều mà làm Chúa sầu não đến chết đi được. Chị em thấy được lòng thương xót của Chúa lớn lao như thế, mãnh liệt như thế. Vậy mà ta còn không đi loan báo, không còn đi loan truyền thì còn chần chờ gì nữa, thưa anh chị em. Vậy mà ta còn không cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn hoán cải qua chuỗi kinh lòng thương xót Chúa thì còn chần chờ gì nữa, thưa anh chị em. Và Fusina xác tín rằng với số 1400, tôi sống giờ này sang giờ khác và không thể theo lối khác được. Tôi cũng thế, không thể đi theo lối khác được, chỉ có một con đường duy nhất, con đường lòng thương xót Chúa. Tôi muốn tận dụng giây phút hiện tại hết sức để trung thành thực hiện mọi công việc được ủy thác cho tôi. Trong mọi sự tôi lệ thuộc vào tin Chúa với niềm tín thác không lay chuyển. Tận dụng mọi giây phút Chúa ban cho để trung thành thực hiện công việc mà Chúa ủy thác, đó là loan truyền lòng thương xót Chúa. Tận dụng tất cả mọi giây phút, tận dụng tất cả mọi phương tiện và tất cả mọi khả năng làm công việc ấy với niềm tín thác không lay chuyển vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Rồi số 1401, Chúa cho Faustina biết rằng là mỗi người Chúa mời gọi làm tông đồ lòng thương xót Chúa một cách khác nhau. Với Faustina, Chúa đòi cầu nguyện và hy sinh. Cầu nguyện và hy sinh. Cho nên Faustina gia tăng gấp đôi lời cầu nguyện cho công cuộc mà cha Sopoko đang thực hiện dù là chậm chạp. Đối với Chúa, cái sự kiên nhẫn rất cần thiết và niềm tín thác. Đôi khi chúng ta sốt ruột, thấy công cuộc nó tiến chậm. Và anh chị em đôi khi sốt ruột hỏi cha làm như vậy thì đến bao giờ? Và có nhiều người muốn phải làm chuyện này chuyện kia. Đôi khi việc Chúa đòi hỏi chúng ta, mời gọi chúng ta ngày hôm nay chỉ là cầu nguyện và hy sinh. Có những người khó chấp nhận được cái này, thích phải làm cái gì đó. Mà Faustina nói rằng hành động của cá nhân tôi quả thực có thể cản trở các chương trình của Thiên Chúa. Và Faustina cầu nguyện và hy sinh vì Chúa trao cho một vị linh mục khác làm công cuộc ấy, công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa. Mà Faustina thấy rằng qua cha Sopoko, Chúa sẽ thực hiện công cuộc này bất chấp trở ngại chồng chất. Chúa sẽ thực hiện công cuộc lòng thương xót của Ngài bất chấp mọi trở ngại chồng chất. Và Faustina quá biết rằng là công cuộc mà càng lớn lao và tốt đẹp bao nhiêu thì những cuồng phong nổi lên chống đối lại kinh khiếp bấy nhiêu. Những chống phá kinh khiếp, vì công cuộc càng lớn lao chống phá càng kinh khiếp. Vì thế mà thưa anh chị em, gặp những chống phá ấy ta lại càng xác tín rằng là Chúa sẽ thực hiện công cuộc này bất chấp những trở ngại chồng chất. Chúa thực hiện, Chúa dùng bàn tay của ta, dùng con tim khối óc con người của ta như người dụng cụ bất toàn. Nhưng Chúa dùng những dụng cụ bất toàn ấy để thực hiện công cuộc của Chúa. Vì thế mà cứ phó thác, cứ buông mình để cho Chúa điều khiển cuộc đời của mình và thực hiện công cuộc của Chúa. Và trong những định luật khôn dò của Chúa, số 1402, Chúa thường không để cho những người đã nỗ lực nhiều nhất trong việc thực hiện công cuộc ấy hưởng thành quả ngay ở đời này. Chúa trao cho công cuộc, trao cho sứ mạng và phải thực hiện. Rồi Chúa ít khi nào cho họ được hưởng cái thành quả công cuộc ấy ngay khi còn trên cõi đời này. Và Thiên Chúa dành để tất cả hoan lạc của họ trong cõi đời đời chứ không phải ở cõi đời này. Nhưng đôi khi Chúa cũng cho họ biết rằng những nỗ lực ấy đẹp lòng Chúa. Và những giờ phút mà mình nhận thấy rằng những nỗ lực ấy, thấy được những kết quả, thấy được những thành công nhỏ bé ấy là để giúp cho mình thêm sức mạnh
chiến đấu và chịu thử thách nhiều hơn nữa. Những linh hồn mang những đặc điểm tương tự như Chúa Giêsu chỉ nếm toàn đắng đót trong công cuộc của Chúa đã tạo dựng trên trái đất này. Thưa anh chị em, số 1405. Có những lúc mà những khó khăn, những thử thách dồn dập xảy đến làm cho Faustina có một cảm giác ngao ngán đối với tất cả những gì liên hệ đến Thiên Chúa. Và trong lúc ngao ngán ấy thì Satan căm dỗ rằng là đừng nghĩ gì về công việc lòng thương xót Chúa nữa. Thiên Chúa không có thương xót như mày nói đâu. Đừng cầu nguyện cho kẻ có tội nữa vì đằng nào nó cũng bị phạt mà. Và có khi chính vì cái công việc lòng thương xót mày có thể cũng bị phạt đấy. Đừng nói về lòng thương xót Chúa với các linh mục giải tội nữa. Nghe rất là xuôi tai như lúc mình gặp thất vọng, chán nản, ngã lòng. Satan rỉ rón với những lời ấy trong tâm hồn mình, hoặc nó dùng ngay cả những người khác để nói với mình như thế. Nhiều lần nó cũng đã nói với tôi như vậy. Đừng làm công việc này nữa, vô ích. Mày cũng tội lỗi như thế mà nói lòng thương xót ai nghe. Rồi những khó khăn, những chống đối cho mày thấy của anh, có đấng nào cũng muốn chấp nhận mày đâu. Mày làm cái gì? Đừng có nói nữa về lòng thương xót Chúa nữa. Nhưng Faustina đáp lại: ta biết người là ai rồi, là cha của sự dối trá. Và thuần ngụy biến mất trong gào thét cuồng nộ. Mà nó hiện là thiên thần bản mệnh đấy thưa anh chị em. Chuyện ma quỷ vô cùng tinh khôn. Có khi nó dùng chính người thân của mình, nhưng dùng chính cả đấng cả bậc, dùng chính những cha linh hướng hay là linh mục để cản trở công cuộc của mình. Nó tinh khôn vô cùng thưa anh chị em. Nhưng hãy nhớ trong số 1406, Chúa tỏ cho biết là sẽ không bao giờ từ bỏ. Chúa không bao giờ từ bỏ Faustina, không như từ bỏ mỗi một người chúng ta. Quyền uy và sự thánh thiện của Chúa, tình yêu và lòng nhân lành của Chúa dành cho ta. Và cũng cho mỗi người, tôi cũng như anh chị em thấy rõ sự xấu xa của mình. Mà nỗi khốn nạn, sự xấu xa này không tước đi niềm tín thác, mà ngược lại càng hiểu biết nỗi tín thác của mình bao nhiêu, càng hiểu biết nỗi khốn nạn của mình bao nhiêu, càng thấy mình xấu xa tội lỗi bao nhiêu, thì mình càng tín thác mãnh liệt vào lòng nhân lành của Thiên Chúa bấy nhiêu. Và Faustina hiểu rằng nếu Chúa không ban phép, không ai có thể đụng đến một sợi tóc trên đầu của tôi. Và tôi cũng xác tín vậy cùng với anh chị em rằng là nếu Chúa không ban phép thì không ai có thể đụng đến một sợi tóc trên đầu chúng ta được. Mà Chúa cho phép khó khăn nó xảy ra, cho phép những khó khăn xảy đến qua những người này người kia làm khổ, làm khốn ta, hành hạ ta, mạch sát ta đủ điều. Nhưng đó là Chúa cho phép. Mà nếu Chúa không cho phép thì chẳng ai đụng đến được một sợi tóc của ta. Chúng ta cùng thinh lặng cầu nguyện cho những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa gặp những khó khăn, những chống đối, những thử thách. Và đôi khi những cám dỗ muốn bỏ cuộc, đừng quên rằng đó là những cái bẫy của Satan. Satan dùng bàn tay của con người để cản trở công cuộc này. Nhưng ta luôn tín thác vào Chúa, càng khó khăn thử thách bao nhiêu, càng nên giống Chúa bấy nhiêu, càng đau khổ bao nhiêu, càng nên giống Chúa bấy nhiêu, và càng thấy sự khốn nạn của mình bao nhiêu thì càng tín thác vào lòng thương xót của Chúa bấy nhiêu. Những khó khăn thử thách ấy Chúa cho phép xảy đến mới xảy đến được. Hãy tin rằng là nếu Chúa không ban phép, không ai có thể đụng đến một sợi tóc của ta được. Ta cầu nguyện cho những người đang gặp thử thách xác tín được điều đó. Chúng ta cùng đọc 10 kinh trong chuỗi lòng thương xót Chúa: kinh cầu lòng thương xót của Cha và kinh tận hiến cho Chúa Giêsu, rồi lãnh phép lành và hát bài kinh lòng thương xót Chúa. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn âm u một linh hồn tin thang. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô đồng. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng
là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em ngày mai trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Một lần đi xa, con đã xa đà, vương vấn tội đời. Chỉ vì ham vui, con đã quên đi là mình có lỗi. Phần người đam mê sao quá ê chê, vương vấn tội đời. Bỏ lại sau lưng quá khứ đau thương là mình đắc tội. Sống không còn biết Chúa, sống như người lương dân. Dẫu rằng mình đã được phép sửa tội, dẫu rằng mình đã là con Chúa rồi. Con xin cúi đầu thông hối ăn năn, đời con bao phen đã xa đi lòng trái đất. Con giơ cao tay xin lỗi Chúa, con xin cúi đầu thông hối ăn năn, đời con bao phen đã xa xin Chúa thứ tha. Cao tay xin lỗi Chúa, con xin cúi đầu thông hối ăn năn, để con bao phen đã xa đi lòng trái đất. Con giơ cao tay xin lỗi Chúa, con xin cúi đầu thông hối ăn năn, để con bao phen đã xa.